echt cheap. Vicky D. Xa xa có một thằng nhóc đang đứng ngay đó, ánh mắt nó xa xăm đang đôi bàn tay nhỏ. Thứ duy nhất mà nó muốn chẳng phải đồ chơi, mà đơn giản là có bố hằng ngày đón. Như cuộc đời vốn dĩ cay đắng nói không ngoa, như bài rap không hoàn thiện vì nó không ba. Trường và nhà là những nơi nó được gọi là con ơi, vì khi ra ngoài đường người ta gọi nó là con rơi. Và trái đất thì thật là xanh nếu đủ mẹ và đủ cha, để những khi phạm sai lầm người ta còn có nơi thứ tha. Hành tinh trọn vẹn khi có cha mẹ bảo ban, vậy hành tinh trong mắt nó vốn dĩ đã vỡ tan. Nó sống chết ra sao bố nó chẳng cần biết, nó chẳng phải người sắc ông thấy nó không cần thiết. Tự hỏi ông ở đâu sau những lần bị bắt nạt, để cái thằng không cha thì biến đi chỗ khác. Đôi môi rướm máu nó chẳng biết gọi tên ai, không muốn mẹ buồn thêm nặng gánh ở trên vai. Lũ nhóc bắt nạt xong uống sữa và ngồi nhìn nhâm nhi Milo, còn nó nếm máu từ môi mình. Nỗi buồn vẫn còn đó, vết thương cũng dầm phai, và rồi nó cũng hiểu ngoài mẹ ra thì nó chẳng cần ai. Vì liệu trên đời này có điều gì khủng khiếp hơn là trong đời điều vô nghĩa, niềm tin vụn vỡ như Krypton. Nhớ Giáng sinh năm ấy bên cái thông thân quen, khi niềm tin nó vẫn bùng cháy và ông già Noel. Nhưng có vẻ ước mơ có bố là món quà quá sức, và khi đó nó chợt nhận ra là ông già tuyết không có thực. Càng thất vọng nó càng thấy thương mẹ hơn, để quên bố trong quá khứ nó thấy lòng mình như nhẹ hơn. Ý chí mạnh mẽ dù chỉ mới là đứa trẻ, có thể chẳng là gì của ai, nhưng nó là Superman của mẹ.